Theo báo Pháp Luật, chiều 2 tháng 5, sau khi bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành thông báo về việc phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi kiện toàn nhân sự Chủ tịch Quốc hội. Theo đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Quốc hội theo quy định. Trước đó, đa số đại biểu Quốc hội có mặt đã đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ, nhân sự thay thế cho vị trí này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình. Ông Trần Thanh Mẫn, sinh năm 1962 tại huyện Châu Thành, Hậu Giang. Ông là Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 và là đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14, 15. Ông Trần Thanh Mẫn có nhiều năm hoạt động công tác đoàn tại Hậu Giang, Cần Thơ. Từ tháng 7, 1994, ông Trần Thanh Mẫn làm chánh văn phòng, sau đó là phó chủ tịch, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố Cần Thơ. Ông Trần Thanh Mẫn cũng có hơn 4 năm làm bí thư thành ủy Cần Thơ, trước khi giữ cương vị phó chủ tịch, rồi chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tháng 4, 2021, ông Trần Thanh Mẫn được Quốc hội khóa 14 bầu giữ chức phó chủ tịch Quốc hội. Tháng 7, 2021, tại kỳ họp thứ nhất, ông Trần Thanh Mẫn được Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức phó chủ tịch Quốc hội. Và sau đó, ông được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Theo nguồn tin từ VN Express, Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi nhiệm vụ đại biểu khóa 15 với ông Vương Đình Huệ tại kỳ họp bất thường chiều ngày 2 tháng 5. 6 ngày trước, Trung ương họp bất thường đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15 theo nguyện vọng cá nhân. Là lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, ông Huệ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông đã vi phạm 3 quy định của Đảng, gồm những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm người đứng đầu. Điều này đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân. Ông Huệ đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ và nghỉ công tác. Ông Vương Đình Huệ, 67 tuổi, là giáo sư tiến sĩ kinh tế, quê ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa 12-13, Ủy viên Trung ương Đảng 4 khóa 10-11-12-13, đại biểu Quốc hội 3 khóa 13-15. Trước khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội vào tháng 3-2021, ông từng giữ các chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Tài chính, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Theo luật tổ chức Quốc hội họp thường lệ mỗi năm 2 kỳ, trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng hoặc ít nhất 1/3 tổng số đại biểu yêu cầu thì Quốc hội họp bất thường. Quốc hội khóa 15 đã có 6 kỳ họp bất thường, trong đó 4 kỳ họp được tổ chức để xem xét, quyết định nhân sự cấp cao.